Chúng ta đi giải một số bài toán về quy đồng phân thức đại số. Và quy đồng phân thức đại số chúng ta sẽ dựa vào cái lý thuyết là A trên B bằng A nhân M trên B nhân M. Nó ngược lại và rút gọn. Và M đương nhiên phải là một đa thức khác không. Và cái tính chất cơ bản này được phát biểu như sau. Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác không thì ta được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Ví dụ 1, ta có phân thức 1 trên x và phân thức 1 trên x quy đồng. Ta có phân thức 1 trên y. Vậy ta sẽ tiến hành quy đồng phân thức đại số. Và khi chúng ta quy đồng, chúng ta phải xác định là mẫu chung. Mẫu chung trong trường hợp này là x nhân y. Và ở đây, sau khi mà tìm được mẫu chung rồi, chúng ta sẽ chia cho x nó ra thừa số phụ. Vậy thừa số phụ nếu lấy x y mà chia cho x thì nó ra thừa số phụ là y. Còn nếu lấy x y mà chia cho y, nó ra thừa số phụ là x. Thế thì sau khi chúng ta xác định được, bước đầu tiên là xác định mẫu chung, bước thứ hai là xác định thừa số phụ của từng phân thức. Vậy đối với phân thức đầu tiên, thừa số phụ là y, ta nhân cả tử và mẫu với y. Kết quả bằng y trên xy. Thứ hai, ta xác định thừa số phụ của phân thức số 2, ta lấy xy. Ta lấy mẫu chung, ta chia cho mẫu riêng, nó sẽ ra cái thừa số phụ là x. Vậy đây ta sẽ lấy 1 nhân x trên y nhân x. Và kết quả chính là x trên xy. Và đây chính là hai phân thức mới. Phân thức này bằng phân thức này, phân thức này bằng phân thức này. Và đã được quy đồng với mẫu chung là x nhân y. Vậy, cái quá trình quy đồng chúng ta sẽ nhớ. Đầu tiên, bước đầu tiên là chúng ta phải xác định mẫu thức chung. Bước thứ hai, chúng ta phải xác định thừa số phụ. Và bước thứ ba, chúng ta quy đồng. Quy đồng nghĩa là chúng ta nhân cả tử và mẫu với cái thừa số phụ chúng ta vừa tìm được. Chúng ta thử làm một cái ví dụ số 2. Ví dụ 2 khó hơn một chút. Ví dụ như là 2 trên x y bình và 3 trên x bình y. Vậy chúng ta phải tìm mẫu thức chung. Trong trường hợp này chúng ta muốn tìm mẫu thức chung, chúng ta phải tìm. Và cái mẫu thức chung này nó chính là cái đơn thức hoặc là đa thức mà nó chia hết. Nó là một cái mẫu chia hết cho cả hai mẫu này. Vậy ở đây chúng ta sẽ lựa chọn mẫu số 1. Mẫu số 1 nó có x và nó có y bình. Mẫu số 2 nó có x bình và nó có y. Vậy nếu như chúng ta chọn mẫu chung, chúng ta phải lựa chọn nó có các cái hạng tử mà chia hết cho cả hai mẫu riêng. Giữa x và x bình thì ta sẽ lựa chọn x bình, vì x bình nó chia hết cho cả hai. Y bình và y ta lựa chọn y bình. Đấy. Vậy đây chính là mẫu chung. Và hai mẫu này đều không có hệ số đều bằng 1, vì vậy cho nên chúng ta chọn đây là mẫu chung. Vậy là bước đầu tiên. Đấy, vậy ở đây chúng ta ghi mẫu chung. Mẫu chung chính là x bình y bình. Sau đó chúng ta tìm thừa số phụ. Thừa số phụ của mẫu thứ nhất, ta lấy mẫu chung x bình y bình, ta chia cho cái mẫu đầu tiên là x y bình. Và sau khi chia thì là x bình chia x là được x, còn y bình chia bình được 1. Thừa số phụ thứ hai là x bình y bình chia cho x bình y. Và chỗ này ta lấy x bình chia x bình được 1, y bình chia cho y ta được y. Vậy hai thừa số phụ. Và phân thức thứ nhất là có thừa số phụ là x. Phân thức số 2 có thừa số phụ là y. Đây chúng ta sẽ viết 2 trên x y bình bằng lấy cả tử và mẫu của phân thức nhân với thừa số phụ của nó. Vậy cái này là 2 nhân x, ở dưới này là x y bình nhân x. Và kết quả bằng 2x trên x bình y bình. Thứ hai, 3 trên x bình y bằng nhân cả tử và mẫu với cái y, ta được 3 nhân y trên x bình y nhân y. Và 3 nhân y là 3y. Cả x bình
Y nhân y chính là x bình y bình. Và đây là hai phân thức mới, nó có cùng một mẫu thức chung, đó là x bình y bình. Sang cái ví dụ số 3. Ví dụ số 3 khó hơn một chút. Đó là 4x cộng 1 trên x bình trừ 1. Tiếp theo là 2x trừ 3 trên x bình trừ 2x cộng 1. Đấy. Vậy ở hai cái ví dụ trước là chúng ta đều quy đồng phân thức với cái dạng tử và mẫu, nó là đều là các đơn thức. Nhưng ở đây tử và mẫu đều là các đa thức, thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta vẫn đi tìm mẫu thức chung. Nhưng trước khi tìm mẫu thức chung, chúng ta sẽ phân tích từng mẫu thức riêng thành nhân tử. Ví dụ x bình trừ 1 ta phân tích bằng x trừ 1 nhân với x cộng 1. Mẫu thứ hai là x bình trừ 2x cộng 1 thì ta sẽ phân tích thành là x trừ 1 tất cả mũ 2. Đây là quá trình phân tích. Và sau khi phân tích xong, chúng ta tìm mẫu thức chung. Mẫu thức chung là bao gồm cái đa thức mà nó chia hết cho cả hai cái mẫu. Vậy đây ta có thể, nếu chưa thảo, ta có thể viết riêng ra mẫu số 1. Mẫu số 1 nó có những nhân tử là x trừ 1, x cộng 1. Mẫu số 2 nó chỉ có nhân tử là x trừ 1 tất cả mũ 2. Và mẫu chung phải đảm bảo chia hết cho cả hai mẫu riêng. Vì vậy mẫu chung về mặt nhân tử x trừ 1 ta phải lấy x trừ 1 mũ 2. Về mặt nhân tử x cộng 1 chỗ này không có, ta lấy cả x cộng 1. Thì đương nhiên cái mẫu chung này phải chia hết cho cả hai mẫu riêng. Đấy. Vậy mẫu chung của chúng ta chính là x trừ 1 tất cả mũ 2 nhân với x cộng 1. Và sau khi chúng ta tìm được mẫu chung, chúng ta chia cho từng mẫu riêng để nó ra được thừa số phụ. Ở đây chúng ta sẽ tìm thừa số phụ bên này. Vậy thừa số phụ, của phân thức số 1 chính là x trừ 1 bình phương nhân với x cộng 1 mà chia cho x trừ 1 nhân với x cộng 1 thì kết quả x cộng 1 chứ cộng 1 hết. X trừ 1 bình chia thì kết quả nó sẽ còn x trừ 1. Thừa số phụ số 2 đó là x trừ 1 vẫn là cái mẫu chung của mình, nhân x cộng 1 chia cho x trừ 1 tất cả mũ 2 thì x trừ 1 mũ 2 chia là hết, vậy nó sẽ còn là x cộng 1. Đấy. Sau đó chúng ta tiến hành quy đồng. Vậy đây chúng ta sẽ viết là 4x cộng 1 trên x bình trừ 1 ta viết bằng 4x cộng 1 ở dưới mẫu ta phân tích là x trừ 1 nhân với x cộng 1. Sau đó ta sẽ viết thành mẫu chung. Ta viết mẫu chung đó là x trừ 1 tất cả mũ 2 nhân với x cộng 1. Và cái thừa số phụ của nó chính là x trừ 1. Vậy lấy 4x cộng 1 nhân với x trừ 1. Nhưng nếu chúng ta viết tử như thế này là sai. Mà ở đây nó là các đa thức, vì vậy chúng ta sẽ phải ngoặc các cái đa thức lại với nhau là mới đúng. Phân thức thứ hai là 2x trừ 3 trên x bình trừ đi 2x cộng 1 bằng 2x trừ 3 giữ nguyên ở dưới chính là x trừ 1 tất cả mũ 2. Và đến đây chúng ta sẽ viết mẫu chung ra là x trừ 1 tất cả mũ 2 nhân với x cộng 1 thì cái mẫu, cái hệ số thừa số phụ của nó chính là x cộng 1. Vậy ta sẽ viết là 2x trừ 3 nhớ để đóng mở ngoặc nhân với x cộng 1. Và đây chính là hai phân thức đã được quy đồng.